Hello anh em, lại là Sơn Sơn, Độ Xe Dạo đây. Hôm nay mình lại có mặt tại Việt Yên Bắc Giang để thi công, lại đi độ xe dạo và quay video cho anh em xem. Đó, thì hôm nay trời mưa rất là to, mưa tầm mưa tã anh em ạ. Bắt đầu vào mùa đông rồi anh em ạ. Đấy, cho nên là trời mưa anh em nhìn tóc tôi biết này. Đó, thì hôm nay nói chung là cũng có một con xe, có một người ông đấy book mình đến và độ xe cho người cháu. Và hôm nay con xe đó độ những cái gì, như thế nào thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Đây anh em ạ, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là con xe mà hôm nay chúng ta sẽ thi công độ và quay video. Đó, thì ok. Hiện tại mình đang có mặt tại Việt Yên Bắc Giang em nhá. Cho anh em xem quả biển của con xe này. Đây, đó. 98 Bắc Giang nhá. MD7, anh em nào ở Bắc Giang thì vào xác nhận hộ mình. Ok, thì hôm nay con xe này nó độ vào cũng khá đồ. Nhưng mà đồ độ thì hệ độ kiểng thôi, chứ không chơi độ tốc hoặc là không chơi độ chung anh em nhá. Độ gọi là độ cải lương đó. Đó. Thì ok, mình được nhận được tin nhắn của người ông đấy và mình đã quay về đây để gọi là lắp xe cho ông ấy. Xe này thì xe của cháu ông ấy độ cho cháu ông ấy thôi. Thì ok, bây giờ mình sẽ review sơ qua cho anh em xem con xe này độ những cái gì. Nói chung là con này thì cũng vào được một số các đồ chơi cơ bản rồi. Ví dụ như kiểu là vào được một bộ tem cá mập đấy anh em này. Đó, vào được một bộ tem cá mập. Chất liệu này thì chất liệu chắc là tem thường thôi đấy. Chắc là tem thường thôi. Rồi, nói chung là con xe này nó cũng còn khá là mới, có chắc là mình nghĩ là nó chắc cũng mới mua thôi. Ok, thì đèn này là đèn gọi là gì nhỉ? Đèn kép à? Đèn kép. Cũng gọi là tạm gọi là hệ đèn 2 tầng đi. Đấy. X-Men này là X-Men hệ đèn 2 tầng. Đó. Xi nhan này vẫn là xi nhan zin thôi. Đấy, ở đây đã bắn vào một cái màu của cái gì nhỉ? LVX à? Màu của LVX. Đó, lên một bộ tem màu LVX. Hệ thống phanh thì vẫn là zin thôi, phuộc zin, xi nhan zin. Cùng công tắc tay phanh. Cùng công tắc tay phanh thì cũng chỉ là cùng công tắc tay phanh zin thôi. Nhưng mà thiết kế mới rất là đẹp. Đấy, có cả mấy cái sơn mạ chrome rất là đẹp này. Đó. Ở đây thì đã lên được một bộ ghi đông Moxi 5 khúc này anh em này. Đấy, một bộ ghi đông Moxi 5 khúc. Rồi, còn lại là gần như là zin hết. Đó. Đây mình sẽ bật cho anh em xem cái phần đồng hồ này đấy. Đây là xe đến từ thương hiệu của S-Pro. Đấy, nhìn trông rất là đẹp. Cái đồng hồ của nó anh em nhá. Đó. Đồng hồ này là đồng hồ điện tử anh em nhá. Đó. Con này chạy được bao nhiêu? 2008 cây rồi. Đó, chạy cũng khá khá nhiều. Đấy, nó có cả hai cái dải đèn led này, nhìn trông rất là hay, rất là xịn đúng không anh em? Rồi, tiếp theo đó thì vẫn chưa có gì đặc sắc mấy ngoài bộ tem này ra, phuộc phiết các thứ zin. Cái gì nhỉ, cái chắn bùn đằng sau. Cái chắn bùn đằng sau này thì đây là chắn bùn của kiểu dạng của Exciter 150 anh em nhá. Đó, dạng Exciter 150. Ở đây thì bắn được một con nhện vào anh em này. Đấy, người chơi hệ nhện này. Đó. Ok. X-Men này là X-Men 2 phuộc anh em nhá. X-Men 2 phuộc. Đó. Ở cái con này nó cũng có rất là nhiều chi tiết. Nó kiểu nó gọi là gì nhỉ, nó mạ chrome, nhìn rất là đẹp. Đấy. Trời mưa cho nên là xe nó cũng khá là bẩn. Nhưng mà anh em có thể thấy không, xe này rất là mới luôn anh em, mới con luôn. Và hôm nay book mình về đây để lắp xe. Ok. Thì vẫn như mọi khi thôi, bây giờ mình sẽ gọi là lắp xe và quay cho anh em xem. Tí nữa lắp xong rồi mình sẽ review một vòng cho anh em xem hôm nay con xe đấy lắp những cái gì nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life.
I never miss, that's fact. Taking big swings, damn, you're the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Years later. Ok anh em, sau khoảng 2 tiếng hồ lắp đặt thi công thì cuối cùng mình cũng đã xong được con xe này cho chủ xe rồi anh em nhá. Bây giờ mình sẽ gọi là quay và review qua cho anh em xem hôm nay chúng ta đã lắp được những cái gì nhá. Ok. Đầu tiên đi từ đằng trước đi. Thì đầu tiên thì ở dưới này mình đã lắp cho chủ xe một đôi bi cầu mini lắp ở dưới phần chân phuộc anh em này. Đó. Bi cầu mini này thì bên mình đang bán rất là nhiều, rất là chạy. Nó có hai chế độ đèn, một là đèn trắng soi bình thường, còn một là đèn vàng phá xương em nhé. Đó, lắp vào phần phuộc. Rồi, ok. Lên trên này một chút thì mình đã lắp cho em ấy một lắp cho chủ xe một đôi xi nhan xương cá này. Đấy, một đôi xi nhan xương cá trên. Bây giờ mình sẽ bật cho anh em xem này. Nháy hiệu ứng này. Đấy. Đó, kiểu xương cá, kiểu Audi anh em. Rồi. Còn đây, đèn đây. Đó, ok. Rồi, lên trên này một chút thì ở đây thì tiếp tục mình lại lắp cho chủ xe một đôi gương 5 cạnh Rizoma này. Có phủ một lớp màu xanh này, trông chói này anh em này. Đó, anh em đi buổi tối các thứ thì xe đằng sau đi thì sẽ không bị chói lên mặt. Đó, một đôi gương 5 cạnh Rizoma đỏ này. Đó, kết hợp với một đôi đèn L4 ngắn này. Đấy, một đôi đèn L4 ngắn, lắp chân gương, lắp chân ghi đông anh em nhá. Đó, nói chung là lắp đơn giản, rất là đơn giản luôn. Một đôi đèn L4 ngắn này. Rồi tiếp theo đó là ở bên này mình đã thay cho chủ xe một đôi bao tay Spider này, màu đỏ. Kèm theo đó là bảo vệ tay phanh anh em nhé. Đó, nói chung là nó tên gọi là bảo vệ tay phanh nhưng mà mục đích của nó thì cũng gọi là để lắp để độ kiểng cho nó đẹp thôi anh em nhé. Ok, đây, bảo vệ tay phanh bên này này. Đó, ok. Rồi tiếp theo đó, ở dưới này mình đã lắp cho chủ xe một cái chân trống quốc dân Racing Product màu đỏ này anh em này. Đó, Racing Product màu đỏ rất là đẹp luôn. Rồi, nói chung là review nhanh thôi anh em nhé. Ở đây thì tiếp theo mình đã lắp cho chủ xe một bộ gác chân biker màu xanh dương anh em này. Bởi vì là cái xe này tem là tem màu xanh dương. Đó, cho nên là lắp gác chân biker màu xanh dương nó cho nó hợp anh em nhé. Đó, gác chân biker. Bởi vì là tem, anh em nhìn thấy tem cam mập màu xanh thì chắc chắn là phải lắp gác chân màu xanh đúng không? Đó, đấy, lắp gác chân biker màu xanh dương này. Đó, cho người ngồi sau này. Mình đã hạ thấp xuống một tí để cho những cổng người sau để chân các thứ cho nó thoải mái. Còn nếu mà ví dụ mà có cái gì nó không được ấy thì có thể lắp thay đổi các thứ sau. Ok, và cuối cùng là mình đã lắp cho chủ xe thêm một đôi xi nhan xương cá đằng sau này nữa anh em này. Đó, một đôi xi nhan xương cá đằng sau, phần đèn đằng sau này. Mình sẽ bật tiếp tục cho anh em xem này.
Đó, nháy hiệu ứng này. Đó, ok. Rồi, còn bây giờ thì hệ thống đèn anh em nhé. Hệ thống đèn thì đây, rất đơn giản thôi. Cái đèn, đôi đèn L4 ngắn này thì mình đã đấu vào công tắc zin của đèn thôi. Cứ bật công tắc zin là đèn là sáng. Đó, cả bốn đèn luôn anh em nhé. Đấy, hai đèn dưới và hai đèn trên này. Hai đèn dưới và hai đèn trên này. Đó, còn nếu mà cái đèn Bico Mini kia ấy, nó có một cái chế độ là chế độ đèn vàng em nhé. Đấy, đèn vàng nữa thì chúng ta chỉ cần đổi cái chế độ pha cốt của nó là được. Đó, anh em thấy không? Đó, thấy đèn vàng chưa? Ok. Rồi. Ok em nhá. Hôm nay thì gọi là lắp xương xương từng này đồ thôi. Còn ví dụ mà chủ xe có muốn độ thêm anh như thế nào thì có gì thì mình lại về đây lắp, quay video và lại gọi là đăng lên cho anh em xem. Đây, còn đây là chủ xe này. Đấy. Cháu tên là gì? Đạt à? Ừ, sinh năm bao nhiêu? Ờ, đây là cháu Đạt 2011 nhá, đây chủ xe nhá. Và cho những em nào mà thắc mắc mà làm sao mà 2K11 mà lại có thể có tiền độ xe thì xin nói luôn là ông của cháu ấy bỏ tiền ra độ cho cháu ấy. Đấy. Ok chưa anh em? Ông và bố đấy, đầu tư khoản này cho cháu ấy độ xe. Đấy, còn xe này, xe của ông với của bố này. Đấy, còn đây là xe của cháu này. Đấy, 2K11 anh em nhá. Ok, nói chung là lắp cũng lắp xong rồi, review xong rồi, bây giờ mình sẽ thanh toán các thứ rồi mình sẽ gọi là trở về Hà Nội thôi và tiếp tục đi lắp các cái đợt khác cho anh em thôi. Ok, anh em nào có nhu cầu mua đồ trên xe, độ xe hay là có bất cứ gì thắc mắc về xe điện độ thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại Zalo 0389218299. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn anh em ở video sau nhá. Bye bye.